Chào các bác, bên em hôm nay vừa về cặp CBL tuyệt đẹp, cặp CBL model XT60, XT80 ạ, cặp CBL XT80, toàn thân là vỏ gỗ lạng rất là đẹp, vỏ gỗ lạng nhé, không phải vỏ xe simili các bác nhé. Đấy, XT này là vỏ gỗ lạng rất là gấu. Mình sẽ mở mặt và nói cho các bác cùng xem. Đấy, trước mắt chúng ta là cặp JBL XT80, cặp loa sử dụng cấu hình 2 bát 16, một loa chung 15 và một loa chép đo. Cặp này cao cỡ 1 mét, chiều sâu hơn 30 và chiều rộng của nó không được 30 đâu, chiều rộng của nó chỉ 23, chiều sâu của nó 31 cm. Cặp này thì sử dụng là 2 bát 16, một loa chung 15 và một loa chép đo, toàn thân vừa gỗ lạ bóng bẩy, thiết kế rất là đẹp, thiết kế hình nhiều cạnh, thiết kế có bóng bề rất đẹp. Em sẽ đi quay chi tiết vào tiếng loa. Hai loa chép của chúng ta còn rất là mới, chép rất là mới. Đây là loa mid, đây là loa bass. Hai loa bass của chúng ta, hai loa bass thì sử dụng gân cao su zin nhé. Hai loa bass sử dụng gân cao su zin bằng giấy, là còn rất là đẹp. Này, vỏ gỗ của chúng ta còn rất là mới, vỏ gỗ lạng rất là mới, cặp loa thiết kế hiện đại, dáng dấp hai em. Các bác nhanh tay lấy cặp này về chơi Tết thì tuyệt vời. Cặp JBL là để cho cái chất âm rất là chi tiết, mạnh mẽ, và chất âm JBL là chi tiết mạnh mẽ. Cặp này là đời cao của hãng nhá, không phải là đời bình thường đó, chất âm rất là gấu luôn. Tiếng bát của nó 2 bát 16, nhưng mà nó đánh uy lực luôn ạ, bát đánh uy lực như sấm. Vỏ gỗ làm rất là đẹp, vỏ gỗ lạng màu vàng rất là đẹp. Đằng sau thì đánh bi quai cọc bắp chuối. Em xin nói thêm là cặp này sử dụng 2 phân tần nhé, hai loa bát thì sử dụng 1 phân tần riêng biệt, và loa mid loa chép sử dụng 1 phân tần riêng biệt. Nó có vách thùng ngăn ra ở đây, và trên này có 1 phân tần cho loa mid và loa chép, ở dưới này có 1 phân tần cho loa bass. Chất âm rất là đỉnh đạt, rất đẹp. Cặp JBL vóc dáng nhỏ gọn, chất âm gì tuyệt vời luôn. Đấy, phía sau của nó đây nhá, phía sau của nó có lỗ thông hơi. Cặp JBL này thì toàn bộ củ loa này sản xuất tại Pháp, made in France, củ xương đúc các bác nhé, củ xương đúc, và củ loa thì toàn bộ được sản xuất tại Pháp. Một cặp loa hai em rất là hiện đại, và cặp JBL rất là hiện đại. Bên em bán cặp loa này giá 10.500.000 đồng. Cặp loa đẹp xuất sắc, thị trường bán cặp này khoảng 12 triệu các bác nhé. Bên em giá về khá tốt, 10.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu xin mời liên hệ em đặt ở Hà Nội, số máy 098 358 6968. Bác nào lần đầu vào kênh của em thì xin đăng ký kênh của em để theo dõi các sản phẩm audio mới nhất. Dây căng của nó đây, dây căng còn rất là đẹp, dây căng zin, tiếng loa đẹp xuất sắc, nguyên zin, cặp loa đẹp xuất sắc, không có điểm chê, vỏ hố rất là đẹp. Vỏ này đây, đây các bác quan sát kỹ một chút, em quay nó không được rõ lắm đây. Đấy, nhìn thực tế đấy, vỏ vân gỗ rất là nổi, rất là đẹp. Màu vàng thì nó hơi khó quay, đại vân gỗ đây. Vỏ này là vỏ gỗ lạng nhé, không phải gỗ dán simili. Đấy, quay như này thì các bác càng nhìn được rõ vân gỗ hơn. Và rất là đẹp. Hai bát của chúng ta là sử dụng gân cao su zin bằng giấy. Đấy, vân gỗ rất là đẹp. Giá ngon bổ rẻ chỉ có 10.500.000 đồng. Cặp loa rất là đáng chơi trong cái tầm tiền. Trong cái tầm tiền 15 triệu đổ lại, các bác chơi cặp này rất là hay. Dễ phối ghép âm ly, chỉ cần một âm ly khoảng
5-6 triệu đồng, đánh đã rất hay rồi. Nhưng mà mới về cũng là muộn rồi cho nên em không tiện thử nhạc được. Và các bác có thể tham khảo ở trên Google chất âm của em nó như thế nào. Và giá bán đặc biệt bên em đưa ra mức giá cực tốt là 10.500.000 đồng. Các bác em nhanh tay lấy để chơi Tết ạ. Đặt audio nội là số máy 098-358-6968. Bên em mà có ship hàng toàn quốc mà. Giá bán không bao gồm phí ship các bác nhé. Và các bác ở xa thì tranh thủ mua sớm mà. Ở bên chuyển phát họ sắp thì không nhận nữa rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn.